Chúa tể những chiếc nhẫn, một thế giới huyền ảo với những phép màu kỳ diệu, đi kèm với đó là sự thông thái, khôn ngoan. Ta có thể kể ra vô vàn những con người thông thái lạ thường như ở lãnh chúa Elrond, công nương Galadriel, đức vua Finrod hay đức vua Thugol. Nhưng nhiều khi, những người khôn ngoan, thông thái đó lại có những bước đi khó hiểu, hay như dân mình bộ bã gọi thì nó là chơi ngu ấy. Dù là vô tình hay cố ý thì nó cũng đã để lại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng cho những người khác, thậm chí là cả một đại cục. Có một sự thật mà chúng ta vẫn hay chối, đó là bất kỳ một tiên tộc nào ở Trung Địa, dù là thông thái tới đâu thì cũng ít nhất từng một lần chơi ngu. Chưa cần nói đâu xa, nguyên sự kiện Tirnodor về Trung Địa đánh mèo cò thì cũng đã đả chơi dạ luôn rồi. Tạm bỏ qua không soi mói mấy anh Nodor, chúng ta hãy cùng liệt kê xem tại Trung Địa có những pha chơi ngu tai hại nào nổi bật. Phần 1, vì nó quá nhiều nên phải chia ra mới kể hết. Cái tên mình xéo đầu tiên thì nên là anh Sáu. Mọi người sẽ nghĩ đến pha túm cổ Isildur bị ăn quả lia bay nhẫn chúa là chơi ngu thì không phải. Đây là sự cố, còn chơi ngu là kiểu biết ngu mà vẫn chơi cơ. Pha này là pha đối đầu với Lúthien và Huon. Đó là thời điểm Sauron đang giam giữ Beren và Finrod. Lúthien và Huon tới để cứu họ. Sauron hiểu rõ Lúthien là ai, Huon mạnh tới đâu. Nhưng vì thích thông minh hơn học sinh lớp 5, cậy mình hiểu biết nhiều, khi biết tới lời tiên tri là Huon sẽ bị một con chó sói mạnh nhất đánh bại, nên Sauron đã đón đầu lời tiên tri này bằng việc biến mình thành chó để cắn nhau với Huon. Thực ra nó cũng có ý đúng, Sauron lợi dụng hóa thân để áp đặt lời tiên tri, vì hiển nhiên nếu Sauron là chó thì làm gì có con chó nào mạnh hơn, nhưng vấn đề là chị Lúthien vẫn đang nở nụ cười bên cạnh. Việc Lúthien và Huon liên thủ đã khiến cho Sauron tắt nắng và chấp nhận đầu hàng. Pha chơi dạ này đã làm cho Sauron sợ bị tai tiếng hay Melkor trách móc, nên Sauron đã lùi thẳng cẳng biệt tâm không còn về Angband nữa. Điều đó làm Melkor gặp nhiều tổn thất lớn khi mất đi một trợ thủ toàn năng. Các cuộc chiến sau đó của Melkor và Tirnodor mặc dù là phe bóng tối thắng, nhưng cứ một trận lớn là mất đi nhiều thủ lĩnh phe bóng tối khi phản đàm cũng rất nặng. Pha chơi ngu đỉnh cao thứ hai là dành cho Thorin, với pha cố vấn cho Odoret công khai sự hiện diện của Nergothrond bằng việc xây hẳn một cây cầu trước cổng để đi cho dễ và chủ động tấn công kẻ thù. Quả thật Thorin thực sự có thực lực và là một tướng tài của Doria, tuy nhiên kinh nghiệm về tầm nhìn còn quá hạn hẹp, nói thẳng ra là chỉ biết đánh nhau vào máu chiến thôi. Chưa kể là Thorin còn đang dính lời nguyền của Melkor, Thorin cũng cảm nhận được việc nếu lộ thân phận thì cũng sẽ khá là toang, nhưng khi được mọi người quá tín nhiệm, một phần là vì cống hiến của cha ông. Điều đó làm Thorin cũng rất muốn được thể hiện bản thân, khi đây là một cơ hội tốt được tiếp cận lực lượng mạnh của tiên tộc. Cái sai chí mạng ở đây là đúng người nhưng mà sai thời điểm. Tầm nhìn của Thorin sẽ đúng nếu như anh vẫn ở Hithlum dưới trướng của Fingon. Đen cái đây còn là con hàng mà Ulmer nuôi dưỡng, anh Thorin mạnh dạn mang ra thí luôn, đúng thời điểm Melkor đang tận diện các vương quốc tiên tộc. Điều này đã trực tiếp làm cho Nargothrond sụp đổ, gián tiếp tạo áp lực cho Gondolin. Finrod thì giấu vương quốc toát cả mồ hôi, Melkor thì tìm lòi cả mắt không thấy. Anh Thorin tới được vài ngày cái là giỏi vào đây mà đánh này, nói chung là không đỡ được. Thứ ba là một thanh niên tiên Nando của Doria có tên là Sirod, một cố vấn của vua Thingol. Pha ngu người của Sirod là thích va chạm với Thorin, thanh niên đèn có tiếng trong vùng. Đó là khi hắn cảm thấy Thorin được vua Thingol yêu ái, trao nhiều đặc ân. Điều này có liên quan tới sự cống hiến và những tình bạn tốt đẹp mà nhà Hado đã xây dựng trong hàng trăm năm. Nhưng Sirod không quan tâm tới điều đó, hắn vẫn khinh bỉ Thorin chỉ vì là một con người giống loài tầm thường. Sirod có hẳn hai pha nghịch ngu, một nhẹ một nặng. Nhẹ là so sánh nhà Hado với động vật, đã bị Thorin tương thẳng cái cốc vào mặt. Hắn đã không biết xấu hổ lại còn càng thù hằn thêm và tìm cách trả thù trực diện. Ngay ngày hôm sau, Sirod đã phục kích trong rừng tính mốc thẳng mặt Thorin với suy nghĩ là không có Thingol ta sẽ cho nhà người ra bã. Nhưng chưa kịp cạy ngứa cho Thorin thì đã bị ăn no đòn. Không những thế, Thorin còn lột trần quần áo của hắn và bắt hắn chạy về nhà như một con thú, điều mà chính hắn đã thích so sánh ví von, vì quá hoảng loạn mà hắn đã rơi luôn xuống khe núi và thiệt mạng. Có thể nói, đây là trường hợp sướng mồm hại thân và lại còn thích thể hiện. Một tên tiên rừng tào lao lại thích hiện gia tộc máu chiến nhất của loài người, kết cục là phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nhưng sự ngu người này không chỉ tổn thất cho mỗi tính mạng của hắn, mà nó còn gián tiếp gây ra một chuỗi các sự kiện đáng tiếc về sau. Nó khiến Thorin phải rời bỏ Doria để đi báo Nargothrond. Theo tính chất bắc cầu thì có thể nói vui rằng Nargothrond sụp đổ là do cái mỏ hỗn thích cả khịa của Sirod. Thứ tư, đây không còn là một pha chơi ngu mà là một tên ngu toàn tập. Nói thế thì hơi quá, giảm nhẹ một tí thì là vừa hèn vừa nhát đi. Đó là Sagan, thủ lĩnh ngôi nhà đàn hạc của Gondolin. Trong một dàn tinh anh của Gondolin vẫn lòi ra một tên ngáo ngơ mập mông. Vì là một thủ lĩnh thiếu chủ kiến và nảy số không được nhanh,
nên Sagan được Merlin lôi kéo về phía mình, nhưng cũng đen cho Merlin là hắn quá nhát gan để cùng mưu đồ việc lớn. Khi các quân đoàn bóng tối đánh chiếm Gondolin, Merlin đã có ý định liên thủ với Sagan đánh ngôi nhà cánh trắng của Thor, đem cái thằng đã kiếp Kratos của mình. Nhưng khi đến nơi, Merlin đã không thấy Sagan đâu. Các bạn có biết là hắn đi đâu không? Hắn sợ quá nên cưỡi ngựa về nhà lên giường đắp chăn đi ngủ luôn. Là thật đấy, báo hại cho Merlin bị Thor đấm cho không trượt phát nào. Sau đó, khi trận chiến ngày càng tồi tệ hơn, Đức Vua Thorgon đã ra lệnh cho Sagan đến chợ lớn để tiếp viện cho Glorfindel đang phải cân cả một bầy rồng ở đó, thì hắn lại dẫn quân tới cái chợ nhỏ nhỏ ở đâu ấy, trốn cho đỡ sợ. Về sau thì số phận của hắn sống chết ra sao thì không ai rõ, nhưng vẫn có nhiều lời đồn nói rằng có thể hắn đã chết cháy trên giường của mình khi trận chiến căng thẳng quá, lại mò về nhà ngủ một giấc cho bớt sợ. Pha chơi dạ thứ 5 đến từ Cathermia, kẻ sán ngôi. Dành cho ai chưa biết thì Cathermia là một đô đốc hải quân của Gondor dưới thời trị vì của vua Eldaka, vị vua thứ 21 của Gondor. Cathermia cũng thuộc về hoàng tộc Gondor. Pha chơi dạ của hắn thì không tới từ việc sán ngôi, mà là một quyết định làm hắn từ đỉnh cao tụt về đáy. Đó là thời kỳ nội chiến Gondor, khi vua Eldaka là một người con lai không mang dòng máu Númenor thuần chủng. Điều đó làm các quý tộc và đại thần của Gondor không phục. Nắm bắt cơ hội đó, Cathermia lại là một ngôi sao sáng khi hắn đủ tư cách hơn. Được sự ủng hộ của đại đa số dân chúng và các đại thần, Cathermia đã nổi dậy đánh bật Eldaka ra khỏi kinh thành, lúc bấy giờ vẫn còn là thành phố Orgiliath. Rồi Cathermia chiếm lấy ngay vào Gondor thành công, nhưng với sự hà khắc của quân đội, Cathermia đã cai trị Gondor rất bạo lực, làm dân chúng dần dần không hài lòng nhưng họ vẫn phải nhẫn nhịn. Chỉ tới khi Cathermia đưa ra một quyết định mang tính chất cá nhân, đó là rời kinh thành Gondor về Pelagia, nơi mà hắn đã từng trấn thủ tại đó và nơi có lực lượng hải quân lớn nhất của vương quốc. Điều này sẽ làm cho rất nhiều đại thần Gondor mất đi quyền lực và sự ảnh hưởng khi họ không có nhiều tác động nếu là Pelagia, dân của thành phố Anorien và Ithilien quay lưng thẳng cẳng luôn. Eldaka đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, lấy lại niềm tin của các đại thần và người dân, có lại được sự ủng hộ của đại đa số dân chúng Gondor, và với sự trợ giúp của quân đội nhà vợ, Eldaka đã trở về đánh thắng được Cathermia, giành lại ngai vàng của mình. Pha chơi dạ thứ 6, quyết định chặt cánh rừng Fangorn của pháp sư trắng Saruman. Đây là một tiến trình trong kế hoạch mở rộng sức mạnh quân sự của Saruman. Nếu nhìn trên bản đồ, chúng ta cũng sẽ thấy rõ Isengard nằm sát cánh rừng Fangorn. Fangorn cũng là cánh rừng già cuối cùng có dấu hiệu trú ẩn của những thần rừng, hay còn được gọi là tộc En. Là một pháp sư của trung địa, chắc chắn Saruman cũng sẽ hiểu rõ nhiệm vụ của tộc En, đó là chăm sóc và bảo vệ cho cánh rừng. Nhưng vì muốn mở rộng Isengard và tận dụng cây cối tại đây để làm nhiên liệu sản xuất, Saruman đã chọc giận các thần rừng. Khi Saruman đã đưa hết toàn bộ các quân đoàn Uruhai của mình tới Hendip để hủy diệt Rohan, tình thế vẫn chưa đâu vào đâu, thì đích thân các thần rừng đã quy tụ hết lại tới thẳng Isengard để hỏi tội Saruman. Và Saruman đã không thể kháng được lại sự phẫn nộ của các thần rừng. Điều đó đã làm cho mọi kế hoạch bành trướng và thống trị trung địa của Saruman tan biến từ những pha hành động đầu tiên. Giấc mơ của hắn vừa chớm đã tàn, chỉ vì quyết định có phần chủ quan thiếu tính toán này. Khu rừng Fangorn đáng sợ ra làm sao thì ngay cả một đứa trẻ Rohan cũng hiểu rõ. Vậy mà Saruman vẫn cố tố tất tay đốn củi cả khu rừng này, và hắn đã phải trả một cái giá quá đắt. Pha chơi dạ thứ 7, quyết định đánh rồng chiếm dãy núi xám của người lùn Durin. Sự kiện này diễn ra vào năm 2570 của kỳ thứ 3 tại Trung Địa. Đây là thời điểm mà người lùn Durin đã phải rời bỏ dãy núi sương mù khi đào trúng một con Barok. Họ đã tới dãy núi cô đơn xây dựng ra Erebor và đã sinh sống yên ổn tại đó. Nhưng khi cảm thấy dãy núi xám có quá nhiều tài nguyên hơn, họ đã quyết định rời bỏ Erebor để lên dãy núi xám. Khi biết được ở đây có rồng sinh sống, họ chả thèm rút lui mà còn trang bị kỹ cả vũ khí áo giáp để đánh rồng chiếm núi. Với những trang bị kháng lửa cực tốt của người lùn Durin, họ đã ngớ người khi thứ họ đối mặt là những con rồng băng, và thế là họ đã toàn cực mạnh rồi lại phải về Erebor coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến cho rồng lửa Smaug tấn công Erebor về sau. Ngoài việc nhắm tới số vàng của người lùn thì nó còn muốn trả thù vì đã từng muốn chiếm nhà của nó. Đánh nó thì nó không mất nhà, nó đánh lại thì mất nhà thẳng cẳng. Điều này đã làm cho người lùn Durin mất nhà lần thứ N, trung địa mất đi một liên minh vững mạnh của người lùn. Đó là những lần chơi dại, biết hậu quả mà vẫn cứ chơi. Các bạn có biết pha chơi dại đỉnh cao nào trong chúa tể những chiếc nhẫn nữa không? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.